Giáo xứ Lộc Ninh khai giảng năm học giáo lý 2018-2019. Vào Chủ nhật 15 thường niên, ngày 15 tháng 7 năm 2018, Giáo xứ Lộc Ninh khai giảng năm học giáo lý mới 2018-2019, đánh dấu một khởi đầu đầy hứa hẹn cho hành trình học hỏi giáo lý và tập sống đức tin của các em. Hiện diện trong thánh lễ khai giảng có cha xứ Phêrô Phan Văn Toàn, thầy phó tế Francisco Xavier Trần Phương Quyền, quý dì hội đồng mục vụ giáo xứ, quý giáo lý viên và toàn thể các em thiếu nhi trong giáo xứ. Sau thánh lễ, cha xứ Phêrô long trọng tuyên bố khai giảng năm học mới và ân cần nhắc nhở các em thiếu nhi siêng năng học giáo lý để thêm tuổi các em càng thêm ơn nghĩa trước mặt Chúa. Đồng thời, cha xứ cũng nhấn mạnh với quý phụ huynh về việc đặt giáo dục đức tin cho các em lên vị trí hàng đầu. Tiếp đến, cha xứ đánh hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Tiếng trống vang rền và hối hả như thúc giục các em thiếu nhi mau cấp sách đến trường Giê-xu để ngày một lớn lên về nhân bản và đức tin.